Chào các bạn nhé, đây là một cái bơm trục đứng đẩy cho phòng trọ. Phòng trọ nhà mình là mấy tầng chú nhỉ? 5 tầng. 5 tầng, phòng trọ 5 tầng. Động cơ 2,2 kW đẩy qua quả lọc các bạn ạ. Cái này có hiện tượng là cắm điện vào xong lúc nó chạy lúc không. Thì kiểm tra phát hiện ra là tụ nó bị lỗ này các bạn này. Đấy, tụ lỗ này nha. Đấy. Quả tụ này là 45mm lỗ. Bây giờ thay quả tụ này đi là ok các bạn nhé. Nếu mà không trực là cái này cháy động cơ luôn. Bây giờ tôi sẽ thay quả tụ này nhá. Tụ 50mm này các bạn nhé. Tôi sẽ thay vào đây. Vì quả tụ này nó bị chạy. Có lẽ là nó bị ép một chút thì nó lóng nó nổ tụ này thôi các bạn. Những động cơ không đồng bộ một pha này thì cũng rất hay nổ tụ như thế này. Và nếu không để ý thì động cơ không khởi động được sẽ bị cháy động cơ các bạn ạ. Đó. Đây các bạn thay quả tụ hỏng này ra nhá. Lắp một quả tụ khác vào đây. Tụ này tụ 50mm vào đây là ok các bạn ạ. Con này là 45 nhưng mà chúng ta có thể lắp 50 cũng được, không sao. 50 chúng ta không lắp to quá, nếu lắp 60 không ổn. 45 thì lắp 50, đừng có lắp bé quá thì cái mô men khởi động nó sẽ tốt hơn. Đó. Chú để cho ba quả lọc này là sạch sẽ rồi, chuẩn bài rồi. Ồ, nước trong keo rồi. Vâng. Con lấy ra đây nào con. Ba quả lọc này mới qua cái muối này, quả kia này cái lọc là sạch sẽ hết rồi. Ừ. Nhưng mà cả nhà chú làm có tép bé này giá 2.000 thế. Đâu, tiếp trên kia. Tép to trên kia nữa. 4 khối mà. Ừ, thế được. Thoải mái. 4 khối mà. Vâng, thế thoải mái. Đây nó ép lên trên kia chứ. Vâng. Hôm chưa có máy to thì chú ép sang bình này.